Chào các bác nhá. Như clip trước thì tôi đã giới thiệu với các bác là cái mẫu âm ni mới dành cho anh em đánh chim đêm chuyên nghiệp BLJ253 nhé, cái mẫu mới. Clip trước tôi sẽ nói là tôi sẽ hướng dẫn cho các bác chi tiết từng cái chức năng của cái âm ni này, và đặc biệt là âm ni này nó có cái chức năng Bluetooth nhé, chức năng Bluetooth. Còn âm ni này thì là dành cho anh em đánh chim đêm chuyên nghiệp đây rồi nhé. Hai cổng điện 220V và 12V, loa thì câu như thế này. Cái này thì có sẵn dâu anten, nó bắt FM rất là tốt nhé, bắt FM rất là tốt. Phía mặt trước thì có thêm màn hình, có thêm màn hình cho các bác nhé, để cho các bác theo dõi xem là nó đang chạy ở bài số bao nhiêu, ở dây thứ mấy, và mình nắm được chế độ là một bài hay nhiều bài. Khi mình bấm vào đây này, trên màn hình nó sẽ chọn lên, nó hiện lên. Còn dữ liệu thì luôn luôn là hai cổng USB và thẻ nhớ nhé, USB và thẻ nhớ. Đó. USB thẻ nhớ như này. Thì còn chạy bằng 12V ấy, thì các bác lưu ý kỹ nhé, chạy 12V thì sẽ không qua công tắc điện nhé, không qua công tắc điện, cắm vào là chạy nhé, cắm vào là chạy thôi. Đấy. Nó có màn hình ý, thì nó báo luôn cho mình biết là mình đang chạy chế độ nào. SD này, SD tạm dừng này, có nghĩa là thẻ nhớ đấy mà đang ở chế độ tạm dừng. Bấm vào đây thì là SD đang chạy này, đếm số dây này. Cái âm ni này ý, thì nó sẽ có chức năng Bluetooth nhá. Các bác muốn chuyển sang chức năng Bluetooth thì các bác bấm vào cái nút input này này, số FM này, là nút chuyển chế độ này. 60 km. Đấy. Biển đặt. Các bác bấm mấy lần, khi nào nó có tiếng nhạc lên một chút, và đây là chú Blue Air này. Blue Air có nghĩa là Bluetooth, thì lúc này là nó đã phát ra sóng Bluetooth nhá. Nó là sóng Bluetooth, thì khi đấy mình muốn dùng chức năng Bluetooth ấy thì mình sẽ mở điện thoại lên, mở sóng Bluetooth của điện thoại ra, và các bác kết nối với nó nhé, kết nối với nó. Đấy. Thì cái này nó có thêm cái chức năng Bluetooth này ấy, thì giúp các bác nào mà đấy, khi nó có tiếng tinh một cái nó đã kết nối rồi nhé, giúp cho các bác nào mà có tiếng chim sẵn trong điện thoại ấy nhé, có tiếng chim sẵn trong điện thoại thì mình sẽ dùng chức năng Bluetooth từ điện thoại mình đẩy sang luôn nhé. Đây. Đây, ví dụ như tôi mở nhạc từ điện thoại sang này, mở nhạc từ điện thoại sang nhé. Đây. Các bác nha, cái này là đã kết nối với Bluetooth của cái điện thoại này rồi nhé. Ví dụ mình muốn nghe nhạc hoặc là xem phim từ điện thoại nhé, ví dụ như là xem cái phim đi, nghe nhạc đi nhé. Đây, ví dụ như là mình xem một cái chương trình nào cũng vậy. Trà sáng không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng Hải Dòng Hai. Hôm nay sẽ là những người quen cũ của chúng ta. Đẹp quá, đẹp không? Có một người đẹp lắm. Đẹp với đó ha, đẹp với đó ha. Trời ơi, ai mà dậy sống chấn động đâu biết chị. Hãy cùng chờ đó, Puka. Lần trước đó, anh em chơi vào bãi mai về xong cái em bị chấn động tâm lý á, để mà mình mất niềm tin với cuộc sống luôn, mình không còn tin tưởng vào ai nữa hết á. Em sống với những cái người không có niềm tin thì làm sao có niềm tin vào cuộc sống? Đấy nhá các bác nhá.
Đây là cái chức năng Bluetooth, thì các bác nào mà có tiếng chim mà làm sẵn trong điện thoại ấy, thì các bác sẽ kết nối với cái đầu này và mình sẽ chạy phát sóng qua Bluetooth từ điện thoại sang, mà không cần phải chạy qua thẻ nhớ hay là USB nữa nhé. Thì cái đầu này là rất nhiều chức năng, đầu âm ly chuyên nghiệp cho anh em đánh chim đêm nhé. Đầu chim đợt chim đêm, chức năng Bluetooth này. Công suất thì đối với cái công suất này thì công suất là rất là lớn. Điện trở của cái đường ra này, điện trở đường ra này nhé các bác nhé, điện trở đường ra là từ 4 ohm tới 16 ohm, thì có nghĩa là tương ứng nó sẽ dùng cho loa toa là từ 10W cho tới 30W. Loa toa từ 10W tới 30W thì toàn bộ là điện trở 8 ohm. Thế còn ba loa toa điện trở loa toa mà 50W ấy, thì điện trở là 16 ohm. Thì cái đầu này nó vẫn kéo được nhé các bác nhé, vẫn kéo được đủ công suất để kéo hết nhé. Đây là BLJ 253 các bác nhé, cái mẫu âm ly mới dùng cho anh em đánh chim đêm chuyên nghiệp. Mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số của shop nhé. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc, ship COD đi toàn quốc các bác lưu ý. Rồi, chất lượng âm thanh của đầu này thì cực kỳ rồi, không phải chê ở điểm gì nữa nhá các bác nhá. Rồi chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá. Các bác cần thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các đầu số của shop nhá. Tất cả các mẫu âm ni mini dành cho anh em đánh chim đêm, loa toa, loa phóng, loa check kèn đầy đủ hết phục vụ các bác nhá. Lưới bay chim nữa nhá.